Với thông tin về hãng xe điện Việt Nam được nhiều người quan tâm VinFast, bất chấp sự hoài nghi của nhiều người về việc từ bỏ xe xăng chuyển sang xe điện, doanh số bán hàng xe điện của VinFast không ngừng tăng trưởng khi đạt 11.638 xe trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 12 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng là VinFast VF E34 với doanh số 1.007 xe, tiếp đến là VF8 với doanh số 1.184 xe. Cũng trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe quốc dân VinFast VF5 Plus bán được 609 xe. Trong khi đó, mẫu SUV full size hạng sang VF9 bán được 355 xe ra thị trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VinFast VF E34 và VF8 đều đạt mức doanh số hơn 4.000 chiếc được bán giao. Trong đó, VF E34 là mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam với tổng cộng 5.072 xe bán ra. VF8 xếp thứ hai với 4.555 xe đến tay khách hàng. Chính thức được bán giao từ cuối quý 1 năm 2023 và đầu quý 2 năm 2023, hai mẫu VF9 và VF5 Plus đạt doanh số tương ứng 1.034 xe và 977 xe. Tổng cộng VinFast đã bàn giao 11.638 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường đi xuống, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Theo thông tin mới được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam PVN công bố, một trong những vướng mắc khó khăn lớn của PVN hiện nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang nợ trong toàn PVN lên đến gần 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của tập đoàn. Bên cạnh đó, với việc ưu tiên huy động điện từ nguồn năng lượng tái tạo nhưng với tính ổn định không cao, dẫn đến các nhà máy nhiệt điện khi huy động lên xuống máy liên tục, làm xác suất sự cố các tổ máy tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất điện cũng như tính sẵn sàng để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản lượng điện của tập đoàn. Theo PVN, điều kiện tình hình vĩ mô, thị trường, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn, đặc trưng nhất là tính gián đoạn, đứt gãy cao, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm vẫn ước đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch 6 tháng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 66.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao so với kế hoạch 6 tháng, cung cấp ổn định tối đa các sản phẩm chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu cho đời sống và sản xuất. Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cụ thể, quyền sử dụng đối với 4 thửa đất thuộc các ô quy hoạch B4, N1 và 1 thửa đất thuộc ô quy hoạch B4, LX2, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 77 đến 159 m2 một ô với mức giá khởi điểm từ 59 đến 75 triệu đồng một m2. Trong đó, mảnh đất có giá khởi điểm cao nhất lên tới gần 9,5 tỷ đồng. Hình thức phương thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cuộc đấu giá đất được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 tại hội trường Nhà văn hóa phường Gia Thụy. Sáng 14 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được định hướng mở để địa phương nào muốn có sân bay vẫn được bổ sung, nhưng phải tự thu xếp được vốn đầu tư và đảm bảo hoạt động hiệu quả để không lãng phí, không lợi dụng để đẩy giá bất động sản. Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, việc công bố quy hoạch sân bay lần này cũng là cách để công khai cho người dân, doanh nghiệp cùng được biết và tiếp cận, nắm được định hướng phát triển, tránh bị lợi dụng quy hoạch để thổi giá bất động sản. Đến nay, Bộ Tài chính cho biết đã sẵn sàng mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Hệ thống này cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh lên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Tháng 6 năm nay, hệ thống hoàn thành việc thử nghiệm với thành viên. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD và sẵn sàng mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức. HNX cho biết, hệ thống cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh, hỗ trợ lệnh, thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường, báo cáo giao dịch. Để đảm bảo các chức năng hệ thống được vận hành chính xác, HNX đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử. Kết quả kiểm thử với thành viên qua 2 đợt cho thấy hệ thống đã vận hành ổn định,
đáp ứng được yêu cầu của thành viên trong việc nhập lệnh và tra cứu thông tin, đáp ứng yêu cầu của HNX trong việc quản lý, vận hành hệ thống, dữ liệu giao dịch đã được chuyển đầy đủ, chính xác sang VSD để thực hiện thanh toán. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã gần 3 tháng kể từ khi Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam VFS báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng các đơn vị liên quan hiện vẫn chưa có câu trả lời. Cả các nghệ sĩ và nhà đầu tư đều mong đợi một lời hồi đáp thỏa đáng từ phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Câu chuyện và vấn đề của hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa đã được nhắc đến ở nghị trường Quốc hội. Phát biểu tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên nêu băn khoăn về việc có cách nào để tránh việc chuyển đổi vì mục đích lợi nhuận thuần túy đối với đất đang được sử dụng vào mục đích văn hóa giáo dục hay không. Qua thực tế, đại biểu Quốc hội đoàn Phú Yên thấy rất nhiều đất trường học, đất cơ sở văn hóa được các nhà đầu tư quan tâm. Khi chuyển sang mục đích sử dụng khác hoặc đấu giá, những khu đất này thu hút được sự ưu tiên của các nhà đầu tư. Ông Nghĩa cho biết đã chứng kiến tận mắt sự đổ nát của một cơ sở hơn 4.000 m2 ở trung tâm thủ đô. Đó chính là hãng phim truyện Việt Nam. Trong khi đó, các nghệ sĩ của hãng phim từ năm 2018 đến nay không có lương, bảo hiểm. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng công ty Vận tải Thủy Vivaso chưa đưa ra văn bản tính toán chi phí hợp lệ và đề xuất số tiền nhận lại khi hoàn trả cổ phần cho nhà nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thu hồi cổ phần của nhà nước theo phương án của Bộ Văn hóa là không phù hợp với các quy định trong pháp luật. Đến ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4. Tuy nhiên đến nay đã gần 3 tháng, các đơn vị liên quan hiện vẫn chưa có câu trả lời và hãng phim truyện Việt Nam không biết đến khi nào mới hết cảnh hoang tàn như thế này. Bãi vàng tại xã Bắc Tà, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, mặc dù đã bị cấm khai thác từ lâu, nhưng đến nay tình trạng khai thác chui vẫn còn xảy ra. Một số nhóm dân địa phương và các xã lân cận trong thời gian nông nhàn vẫn lên khu vực bãi vàng để nhặt mót khai thác quặng vàng trái phép. Mặc dù lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp, song vẫn chưa thể xử lý triệt để tình trạng này. Từ xã Bắc Tà dọc theo quốc lộ 32, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, bản Mít Thái, giáp danh với xã Phúc Than của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, là khu vực mỏ vàng Bắc Tà. Không khó để tìm thấy các vị trí khai thác vàng, bởi trên các triền núi, nhiều lán trại đã được các đối tượng khai thác vàng dựng lên. Khi thấy sự xuất hiện của nhóm phóng viên tại khu vực này, những người khai thác trên núi liền nghe ngóng tình hình, rồi lén lút ẩn mình vào khu vực núi sâu. Những gì chứng kiến tại đại công trường khai thác vàng trái phép này khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Ghi nhận tại đây, có tới cả trăm cửa hàng được các đối tượng khoét sâu hoắm vào vách núi, tạo nên cảnh tượng hoang tàn. Nhiều bể chứa quặng cũng như những đường ống dẫn nước được kéo chằng chịt để phục vụ cho việc rửa quặng. Bên cạnh đó, nhiều máy móc, trang thiết bị như giàn hơi, đầu nổ, cối nghiền đã được các đối tượng khai thác vàng đào sâu vào trong lòng núi để cất giữ và ngụy trang dưới những tán cây để qua mắt lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương. Đằng sau tôi đây là một trong những cái hầm vàng được các cái đối tượng khai thác vàng trái phép sử dụng các cái công cụ hỗ trợ như là máy khoan, rồi là xà beng, cuốc thuồng để đào sâu vào bên trong lòng núi. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, cái miệng hang này có cao khoảng 1m2 và chiều rộng thì chỉ được khoảng 60 phân. Đối với chiều sâu của cái hang này thì có chiều sâu từ 50 đến khoảng 100m. Hầm không được gia cố bằng hệ thống chống đỡ. Nguy hiểm thì luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với những người khai thác vàng bên trong. Xã Bắc Tà, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu có địa bàn rộng, là khu vực giáp danh với các tỉnh Lào Cai, Sơn La và một số huyện thuộc tỉnh Lai Châu, nên các đối tượng thường chọn địa bàn xã để hoạt động lưu động. Đường đi lên các điểm khu vực bãi vàng thường là đường núi, đường mòn hiểm trở, khiến cho công tác kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng vì thế gặp nhiều khó khăn. Sau khi mà Ủy ban dân tỉnh cấp phép cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức thăm dò khai thác khoáng sản tại bãi này và đã rút, thì các hộ gia đình, cá nhân cũng như một nhóm người dân lân cận cũng như người dân địa bàn tại địa phương đã lên một số điểm
và nhặt nhạnh khai thác vàng trái phép trên khu vực này. Thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, đa dạng sinh học trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành khởi tố một vụ án với một bị can, xử phạt 11 đối tượng với số tiền 660 triệu đồng, tịch thu 5 đầu nổ, 2 cối nghiền, 2 giàn hơi cùng nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó đã tiến hành tháo dỡ, xử lý, phá hủy được 40 lán trại, 15 đầu nổ, 10 giàn hơi, 15 cối nghiền, 32 bể ủ và nhiều công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác chế biến quặng vàng trái phép. Đồng thời tổ chức tuyên truyền ký cam kết đối với các hộ dân thuộc các bản Mít Thái, Thanh Sơn để phòng ngừa vi phạm và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Qua cái nắm bắt tình hình trên địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là cái người mà các cái đối tượng khai thác trên bãi vàng trái phép ấy, thì người của địa phương nó khoảng độ 30%, còn người từ các cái địa phương khác đến thì nó khoảng 70%. Theo cái nhìn nhận và cái đề xuất của xã thì chúng tôi rất là mong muốn huyện, tỉnh sẽ tăng cường cái lực lượng và cái lực lượng cơ động là chuyên trách về cái nội dung này và có cái tổ để thường xuyên xử lý và quản lý và xử lý cái nội dung này để ngăn chặn xử lý các cái trường hợp mà trái phép. Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, việc phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm ngày một khó khăn hơn bởi phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày một tinh vi. Trong khi đó, lực lượng đấu tranh còn mỏng, địa bàn địa hình phức tạp, hiểm trở, khu vực bãi vàng trải rộng hàng trăm hecta. Các đối tượng thường hoạt động vào đêm tối gây khó khăn, nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ trong công tác xử lý, phát hiện các đối tượng. Phòng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban huyện tiếp tục tăng cường đặc biệt cho cái hoạt động của tổ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Còn một số cái khó khăn vướng mắc thì một là về phía con người thì lực lượng công an huyện thì cũng đã được bố trí tăng cường, tuy nhiên là địa bàn thì cũng rộng, trong thời gian tới thì cũng kiến nghị với các cấp các ngành là quan tâm xem xét để mà có thể là có cái hướng là khảo sát thăm dò để mà nếu mà cái bãi vàng đủ điều kiện thì xem xét để đưa vào quy hoạch xong là cấp phép. Việc khai thác vàng trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đây là vấn đề nan giải, tuy nhiên cần có sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng cũng như các cấp chính quyền địa phương để xử lý triệt để nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành thông tư 24/2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong đó, nhiều điểm mới đáng chú ý như biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh, quy định mới về đăng ký cấp biển số xe trúng đấu giá. Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Theo đó, biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Cụ thể, đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với chủ xe là tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập. Với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký, thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển số xe. Thủ tục đăng ký quản lý biển số xe trúng đấu giá cũng được quy định rõ trong thông tư 24. Tổ chức cá nhân trúng đấu giá biển số ô tô thực hiện đăng ký xe, kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định, đưa xe đến phòng cảnh sát giao thông nơi có trụ sở, cư trú hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra xe, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe theo quy định. Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe,
thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá. Tổ chức cá nhân trúng đấu giá biển số ô tô nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định. Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích. Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá, nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định, được đăng ký giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá, chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá. Tổ chức cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức cá nhân khác, được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật. Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch tuần thứ 2 của tháng 7 với toàn bộ các phiên trong tuần đều tăng điểm. Độ rộng được đánh giá ở mức tốt cùng nhiều nhóm cổ phiếu thu hút được dòng tiền. Nhưng với việc thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm và sự chốt lời mạnh diễn ra ở các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thì giờ đây các nhà đầu tư đang buộc phải tìm kiếm tiềm năng ở các nhóm cổ phiếu khác trong thị trường. Kết phiên ngày 14 tháng 7, chỉ số VN Index dừng chân ở mức 1.168,40 điểm. Diễn biến tích cực của nhóm bất động sản và chứng khoán tiếp tục giúp VN Index duy trì sắc xanh cả ngày hôm nay và chốt phiên tăng hơn 2,6% kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thu hút mạnh dòng tiền, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ giờ đây đã bắt đầu gặp nhiều áp lực chốt lời. Đơn cử là TTF, chỉ trong 2 tháng kể từ đầu tháng 4, cổ phiếu này có được mức tăng lên tới hơn 30%. Nhưng sau đó là liên tiếp những phiên giảm điểm mạnh cùng lượng thanh khoản suy yếu. Giá trị giao dịch giờ chỉ còn được duy trì ở mức trung bình 25.000 tỷ đồng một phiên, giảm mạnh nếu so với phiên bùng nổ ngày 13 tháng 6 lên tới gần 50.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia đánh giá, với việc dòng tiền dần thoát ra khỏi các cổ phiếu tăng nóng, sự kỳ vọng giờ đây lại được hướng đến dòng blue chip, khi đây là những nhóm ngành còn nhiều tiềm năng lớn và chưa tăng mạnh trong thời gian qua. Ví dụ phải kể đến CTG của nhóm ngân hàng và VHM của bất động sản đều là các cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách kinh tế, nhưng mức tăng 2 tháng qua chỉ lần lượt là 18% và 12%. Trong khi một đại diện khác trong nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ là PTC có được mức tăng lên tới 61%. Thời gian vừa qua thì chứng kiến cái mức tăng khá là tốt ở các cái cổ phiếu nhóm ngành penny và midcap. Tôi tin rằng là thời gian tới thì cái dòng tiền sẽ luân chuyển qua các cái ngành, các cái cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó thì kể tới là các cái cổ phiếu mã ngành ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Thì những cái mã ngành blue chip này thì cũng chưa tăng nhiều và còn nhiều dư địa để tăng trưởng tiếp trong thời gian tới. Ngoài việc dòng tiền đang dần có xu hướng chuyển dịch, đây cũng là lúc thị trường chờ đợi báo cáo quý 2 của các doanh nghiệp. Một cơ sở quan trọng để nhà đầu tư có thể lựa chọn được cổ phiếu phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo, cho dù báo cáo quý 2 có khả quan, nhưng việc gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu đã tăng nóng là một điều khá rủi ro. Đặc biệt là sau một giai đoạn tăng mạnh, các cổ phiếu hiện cần thời gian để tích lũy, tìm được vùng giá phù hợp. Việc mua mới những nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh này dễ làm các nhà đầu tư rơi vào cạm bẫy FOMO. Theo tôi nhận định đấy thì những các cổ phiếu tăng nóng, ví dụ như là midcap 40-50% so với từ đầu năm đến thời điểm hiện tại là hết quý 2 thì chúng ta có thể là dừng, không tham gia. Và những cái cổ phiếu như thế thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhất định về vùng hỗ trợ của cổ phiếu đó. Nếu mà ví dụ trong trường hợp báo cáo quý có thể là tốt thì nó cũng đã phản ánh ở trong thời gian trước đó rồi, nên là chúng ta hạn chế FOMO vào những cổ phiếu như vậy. Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và không có dấu hiệu gia tăng đột biến, các nhà đầu tư sẽ phải thực sự cẩn trọng với việc mua bán cổ phiếu. Đà tăng của thị trường sẽ luôn đi kèm những nhịp rung lắc chốt lời trong ngắn hạn. Vậy nên điều quan trọng là phải tránh bước chân vào những cổ phiếu đã có mức tăng quá cao. Ngày 13 tháng 7, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu trên toàn cầu sẽ tăng thêm 2,25 triệu thùng một ngày trong năm 2024, tương đương mức tăng hàng năm 2,2% nhờ tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc như dự kiến trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc khởi sắc, qua đó thúc đẩy sức tiêu thụ dầu mỏ. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 7, OPEC cho biết tổ chức này kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 104,25 triệu thùng một ngày.
OPEC đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay từ 2,35 triệu thùng một ngày lên 2,44 triệu thùng một ngày, chủ yếu là do nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc trong quý 2 năm 2023. Tổng nhu cầu dầu mỏ của thế giới được dự báo ở mức trung bình 102 triệu thùng một ngày trong năm nay. Trong báo cáo, OPEC cũng dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2024, cho rằng các nước tiêu thụ dầu chủ chốt, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, cùng một số nền kinh tế đang phát triển khác ở châu Á, sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, OPEC lưu ý rằng, dự đoán này dựa trên các giả định rằng lạm phát chung tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024, đồng thời lãi suất cơ bản sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay. Ngày 13 tháng 7, các diễn viên tại kinh đô điện ảnh Hollywood, Mỹ thông báo họ sẽ cùng các nhà biên kịch tham gia vào đợt đình công quy mô lớn nhất trong vòng 63 năm qua, sau khi các cuộc đàm phán với giới chủ thất bại. Theo Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh SAG-AFTRA, đại diện cho 160.000 nghệ sĩ biểu diễn, bao gồm các ngôi sao hạng A, các cuộc đàm phán với giới chủ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào liên quan đến lo ngại về vấn đề lương giảm và mối đe dọa liên quan trí tuệ nhân tạo AI. Trưởng đoàn đàm phán của nghiệp đoàn Duncan Crabtree Island cho biết, Hội đồng Quốc gia của SAG-AFTRA đã nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định đình công nhằm phản đối các hãng phim và dịch vụ phát phim trực tuyến. Tương tự như lao động trong nhiều ngành nghề khác, các diễn viên cũng chịu áp lực của lạm phát, trong khi mối lo ngại về AI đối với các ngành nghề sáng tạo khiến họ kỳ vọng các hãng phim sẽ có chính sách kiểm soát để hạn chế việc sử dụng công nghệ này trong chương trình truyền hình và phim ảnh trong tương lai. Tuy nhiên, SAG-AFTRA cho biết, giám đốc điều hành các hãng phim đã không thừa nhận sự thay đổi lớn đang diễn ra trong lĩnh vực phim ảnh, cũng như tác động kinh tế nghiêm trọng đối với nhân lực ngành này. Theo kế hoạch, cuộc đình công sẽ bắt đầu từ nửa đêm 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Các diễn viên sẽ tham gia cùng các biên kịch trong đợt đình công kép đầu tiên tại Hollywood kể từ năm 1960. Các biên kịch đã tiến hành đình công suốt 11 tuần qua, sau khi những yêu cầu tương tự của họ đối với giới chủ cũng không được đáp ứng. Về phần mình, Liên minh các nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình, đại diện cho các hãng phim cho biết, SAG-AFTRA là bên lựa chọn ngừng đàm phán và đưa ra quyết định đình công đáng thất vọng. Trong khi đó, giám đốc điều hành hãng Disney Bob Iger cho rằng, kỳ vọng của các diễn viên và các biên kịch là phi thực tế, trong khi việc đình công lại dẫn đến nhiều hệ lụy. Giới quan sát nhận định việc diễn viên và biên kịch tại Hollywood đình công sẽ khiến nhiều series phim ăn khách được sản xuất trong năm nay có nguy cơ bị gián đoạn trong thời gian dài. Trong trường hợp các cuộc đình công vẫn tiếp diễn, khả năng cao quá trình sản xuất những bộ phim lớn cũng có thể bị hoãn lại. Các đợt đình công cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quảng bá một số bộ phim điện ảnh lớn nhất trong năm, đặc biệt vào dịp mùa hè cao điểm của các phim bom tấn hàng đầu Hollywood. Theo tạp chí Variety, tại buổi công chiếu bộ phim Oppenheimer, đạo diễn Christopher Nolan chia sẻ, dàn diễn viên của phim đã không thể tham gia sự kiện lần này do đình công. Oppenheimer là một trong những phim bom tấn ra rạp được chờ đón nhất trong năm 2023 do có kinh phí đầu tư lớn và là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan. Vào thời điểm 9 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, Bitcoin giao dịch ở mức giá 31.422,60 USD một Bitcoin. Từ đầu năm 2023, giá Bitcoin đã có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, nó khó có thể trở về mức cao nhất mọi thời đại với hơn 69.000 USD từng đạt vào tháng 11 năm 2021. Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới này, vẫn là tài sản có diễn biến tốt nhất năm 2023 với mức tăng khoảng 62%. Theo Reuters, vào ngày 10 tháng 7, ngân hàng Standard Chartered dự báo Bitcoin có thể đạt 50.000 USD vào năm nay và 120.000 USD vào năm sau. Ngân hàng này cho biết những đợt tăng giá gần đây có thể thúc đẩy thợ đào tích trữ thêm Bitcoin. Trước đó vào tháng 4, Standard Chartered đã công bố dự báo giá Bitcoin sẽ lên đến 100.000 USD vào cuối năm 2024, cho rằng mùa đông tiền mã hóa đã kết thúc. Với thông tin về hãng xe điện Việt Nam được nhiều người quan tâm VinFast, bất chấp sự hoài nghi của nhiều người về việc từ bỏ xe xăng chuyển sang xe điện, doanh số bán hàng xe điện của VinFast không ngừng tăng trưởng khi đạt 11.638 xe trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 12 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng là VinFast VF E34 với doanh số 1.007 xe, tiếp đến là VF8 với doanh số 1.184 xe. Cũng trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe quốc dân VinFast VF5 Plus bán được 609 xe.
Trong khi đó, mẫu SUV full size hạng sang VF9 bán được 355 xe ra thị trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VinFast VFE34 và VF8 đều đạt mức doanh số hơn 4.000 chiếc được bán giao. Trong đó, VFE34 là mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam với tổng cộng 5.072 xe bán ra. VF8 xếp thứ 2 với 4.555 xe đến tay khách hàng. Chính thức được bàn giao từ cuối quý 1 năm 2023 và đầu quý 2 năm 2023, hai mẫu VF9 và VF5 Plus đạt doanh số tương ứng 1.034 xe và 977 xe. Tổng cộng VinFast đã bàn giao 11.638 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường đi xuống, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Theo thông tin mới được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam PVN công bố, một trong những vướng mắc khó khăn lớn của PVN hiện nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang nợ trong toàn PVN lên đến gần 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của tập đoàn. Bên cạnh đó, với việc ưu tiên huy động điện từ nguồn năng lượng tái tạo nhưng với tính ổn định không cao, dẫn đến các nhà máy nhiệt điện khi huy động lên xuống máy liên tục, làm xác suất sự cố các tổ máy tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất điện cũng như tính sẵn sàng để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản lượng điện của tập đoàn. Theo PVN, điều kiện tình hình vĩ mô, thị trường, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn, đặc trưng nhất là tính gián đoạn, đứt gãy cao, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm vẫn ước đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch 6 tháng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 66.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao so với kế hoạch 6 tháng, cung cấp ổn định tối đa các sản phẩm chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu cho đời sống và sản xuất. Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cụ thể, quyền sử dụng đối với 4 thửa đất thuộc các ô quy hoạch B4, N1 và một thửa đất thuộc ô quy hoạch B4, LX2, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 77 đến 159 m2 một ô với mức giá khởi điểm từ 59 đến 75 triệu đồng một m2. Trong đó, mảnh đất có giá khởi điểm cao nhất lên tới gần 9,5 tỷ đồng. Hình thức phương thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cuộc đấu giá đất được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 tại hội trường nhà văn hóa phường Gia Thụy. Sáng 14 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được định hướng mở để địa phương nào muốn có sân bay vẫn được bổ sung, nhưng phải tự thu xếp được vốn đầu tư và đảm bảo hoạt động hiệu quả để không lãng phí, không lợi dụng để đẩy giá bất động sản. Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, việc công bố quy hoạch sân bay lần này cũng là cách để công khai cho người dân, doanh nghiệp cùng được biết và tiếp cận, nắm được định hướng phát triển, tránh bị lợi dụng quy hoạch để thổi giá bất động sản. Đến nay, Bộ Tài chính cho biết đã sẵn sàng mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Hệ thống này cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh lên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Tháng 6 năm nay, hệ thống hoàn thành việc thử nghiệm với thành viên. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD và sẵn sàng mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức. HNX cho biết, hệ thống cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh, hỗ trợ lệnh, thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường, báo cáo giao dịch. Để đảm bảo các chức năng hệ thống được vận hành chính xác, HNX đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử. Kết quả kiểm thử với thành viên qua 2 đợt cho thấy hệ thống đã vận hành ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thành viên trong việc nhập lệnh và tra cứu thông tin, đáp ứng yêu cầu của HNX trong việc quản lý, vận hành hệ thống, dữ liệu giao dịch đã được chuyển đầy đủ, chính xác sang VSD để thực hiện thanh toán. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã gần 3 tháng kể từ khi Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam VFS báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng các đơn vị liên quan hiện vẫn chưa có câu trả lời. Cả các nghệ sĩ và nhà đầu tư đều mong đợi một lời hồi đáp thỏa đáng từ phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Câu chuyện và vấn đề của hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa đã được nhắc đến ở nghị trường Quốc hội.
Phát biểu tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên nêu băn khoăn về việc có cách nào để tránh việc chuyển đổi vì mục đích lợi nhuận thuần túy đối với đất đang được sử dụng vào mục đích văn hóa giáo dục hay không. Qua thực tế, đại biểu Quốc hội đoàn Phú Yên thấy rất nhiều đất trường học, đất cơ sở văn hóa được các nhà đầu tư quan tâm. Khi chuyển sang mục đích sử dụng khác hoặc đấu giá, những khu đất này thu hút được sự ưu tiên của các nhà đầu tư. Ông Nghĩa cho biết đã chứng kiến tận mắt sự đổ nát của một cơ sở hơn 4.000 m2 ở trung tâm thủ đô, đó chính là hãng phim Truyện Việt Nam. Trong khi đó, các nghệ sĩ của hãng phim từ năm 2018 đến nay không có lương, bảo hiểm. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng công ty Vận tải Thủy Vivaso chưa đưa ra văn bản tính toán chi phí hợp lệ và đề xuất số tiền nhận lại khi hoàn trả cổ phần cho nhà nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thu hồi cổ phần của nhà nước theo phương án của Bộ Văn hóa là không phù hợp với các quy định trong pháp luật. Đến ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa hãng phim Truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4. Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 tháng, các đơn vị liên quan hiện vẫn chưa có câu trả lời và hãng phim Truyện Việt Nam không biết đến khi nào mới hết cảnh hoang tàn như thế này.